cũng như cứt ngâm. Nào, sao mặt chú như cứt ngâm? Vinh, sao mặt chú buồn thế? Nhiều chuyện. Thì cái chung quy là tất cả hôm nay ba thằng mặt như cứt ngâm. Ok, để tôi giải thích cái động từ cứt ngâm cho các bạn biết. Thật sự hôm nay chúng tôi rất là buồn. Buồn từ thằng cu này đến thằng cu này và đến tôi. Cả ngày hôm nay quay 3-4 video hỏng hết cả ba. Không biết hôm nay là cái ngày gì. Nó là cái ngày mà rất là chán, rất là buồn. Không có ai tâm sự. Ba thằng ngồi chả biết nói chuyện gì. Tôi thì chán quá nên lấy cái máy quay ra ngồi nói chuyện mình, tâm sự cho các bạn biết. Thằng cô này nó ngồi nó ngắm gái nãy giờ. Nam ngắm gái nãy giờ cảm thấy vui tí nào. Còn cô Vinh nó đang xem phim Tây Du Ký, suốt ngày xem Tây Du Ký. Đấy cái nỗi khổ chúng tôi ấy, bình thường vui nhưng mà khổ nhất là không làm được video. Quay hết hơi từ chiều đến giờ, thằng Vinh hỏng 2 cái video. Cô Nam hỏng 1, tôi hỏng 2. Bây giờ là 12 rưỡi rồi. Đây cho bạn check giờ. Gần 12 rưỡi rồi. Vừa quay học xong rất là buồn. Người yêu không có mà tâm sự mà kể khổ thôi. Anh em thì đấy, thằng thì xem Tôn Ngộ Không, thằng thì xem gái, chả biết tâm sự thằng nào. Người yêu thì không có, chán chả biết nó làm sao thì thôi tôi tâm sự các bạn. Các bạn là cái nguồn động lực, là cái nơi mà tôi tựa vào, là cái nơi mà tôi có thể tâm sự được. Tôi nói các bạn nghe, thậm chí là có bạn chửi, nhưng mà không, tôi không quan tâm mấy. Chủ yếu là tôi có thể tâm sự được với tất cả các bạn, những bạn mà đang xem video của tôi bây giờ. Những lúc buồn tôi muốn giải bày và tôi muốn đi ra ngoài. Không biết là bây giờ nên đi đâu bây giờ. Đi chén này. Đi đâu? Chén này. Đi ăn á? Ừ. Vinh đi không Vinh? Tôi. Ok, thích là được. Đi ăn đúng không? Ok, bây giờ chúng tôi sẽ lựa chọn cái cách để làm bớt cái chán, cái buồn phiền đi bằng cách là đi ra kia ăn. Ok, bây giờ chúng tôi quyết định là sẽ đi ra kia ăn để cho nó đỡ chán. À, anh muốn đi ra với trò. Bây giờ anh với các chú ra kia ăn. Ra mãi thằng này. Ra. Nói chung là tôi mới nghĩ ra một cái trò. Cứ nói để ăn lại nghĩ ra. Ok, bây giờ anh với chú với thằng Vũ Vinh ra kia thi ăn. Sẽ có hình phạt. Ở nhà chán lắm. Ok, tôi mới nghĩ ra cái trò ra thi ăn. Ba thằng thi ăn nhau, thằng nào thua sẽ bị phạt. Cái hình phạt thì tôi chưa nghĩ ra, nhưng mà bây giờ anh em sẽ ra kia ăn. Rồi, không chém gió linh tinh nữa. Bây giờ chúng tôi sẽ đi ăn. Ok, bye bye các bạn, đi ăn đã. Đấy, cứ phải nhiều như này thì ăn nó sướng. Đâu phở của anh đâu? Làm phở đấy. Đấy, Nam bêu anh. Chị lấy cho em xin quả ớt, thằng nào thua ăn ớt nhá. Có ớt. Ok, đây là bát phở của tôi. Rất là nhiều phở, bún của Nam đâu nào? Đây là bún của Nam. Phở của Vinh. Ok, hiện tại bây giờ ba chúng tôi đang ở ngoài đấy, nó vứt đũa vứt thìa tôi thế này. Nó kiểu là rất là kiểu là tôn trọng anh em đang vội. Ok, bây giờ chúng tôi đang ở ngoài quán phở, quán ăn đêm. Được nhá, chứ các bạn thì thấy là phở bún rất là nhiều. Bây giờ solo nhá, thằng nào thua thì phải ăn hết nửa quả ớt này. Đây ớt rất là cay. Nhai trong 10 giây. Ok, từ từ để anh cho gia vị đã. Thật sự là rất là chán, rất là buồn nên chả có cách nào. Giờ chỉ có cách nghĩ ra cái trò này hành hạ nhau thôi. Không thể ăn nhanh được nên là tôi nào không ngúp vòng này hút răng đặn, hút nước răng đặn cho muối trong vừa chứ. Cứ tí tí là thử thọt là hết đấy. Rồi nhá, luật chơi là thằng nào ăn xong trước thì thắng, thằng nào ăn sau cuối cùng thua là sẽ bị phạt. Cảm giác là phở nhiều vãi. Ăn hết nửa quả ớt đấy. Nhai đấy, nhai tính nhá. Chơi bẩn là không kiệt nước thôi đấy. Ừ, ăn kiệt nước đấy. Từ từ nhá. Khi nào đến 1 2 3 chơi nhá. Cô nào đến đây? 1 2 3.
Ok, tôi thắng. Hết sạch. Nó mẹ nhất, nó ăn nhanh nhất. Cháu okay, tôi xong thứ hai. Xong con này mét rồi, chú không có ăn đâu, chú để dành nước để mà chú ăn cho miếng cay. Cho anh xin tờ giấy với nhỉ. Ok. Đấy. Ok mời anh. Cuối cùng là cái nỗi buồn chúng tôi đã thành một cái niềm vui khi mà bị hành hạ nhau. Đúng là phải nhiều nam cắn nửa quả ớt. Mười giây đấy. Chú cắn vào là chú phải nhai. Còn trong 10 giây chú không nhai là chú phải nhai thêm 10 giây nữa. Thôi, để ăn nữa, nghỉ ngơi đi. Ăn xong chóng mặt rồi đấy. Ăn nhanh quá, tao cũng phải nhanh nhanh thật. Ra hết mồm. Ra mồm. Anh thấy bây giờ mới nhớ đến cậu. Rồi ớt này nào, giữ ớt lên, giữ ớt lên. Rồi, nhai. Nhai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11 rồi, nuốt đi. Cay không? Đảng nó đích thực nhỉ? Nuốt luôn nhỉ? Nó phải nhỏ lắm. Rồi, rồi chú đừng uống nữa, chú ngồi đây. Ngồi nguyên đây. Rồi, rồi. Ngồi nguyên, ngồi nguyên, ngồi nguyên. Các cảm nhận cao. Đừng uống hết nữa rồi, đích thực nào. Nhưng mà nếu mà mồm nó không nóng thì cũng không ra. Thế mình cho anh đấm một phát vào mồm chú. Cho chọn là, cho chọn ăn nữa thì chú chọn gì? Chọn một bánh. Cay không? Tưởng thế nào? Tưởng thế nào quay đây cho cô ơi? Việc gì cứ phải trốn tránh thế? Trốn tránh sự thật nữa không? Đấy các bạn nhìn, nhìn cái mồm nó đỏ chót rồi. Cay không nào? Hỏi thật cay không? Có cay mà. Không dư ra cho hỏi thật. Tôi nghe cậu ăn nóng giỏi. Nà nó phải như này. Nà nó phải cắn. Rồi Nam cho cảm nhận nào, anh tưởng chú thế nào, úi giời. Cô quái ứng rồi. Thôi bây giờ ăn xong rồi, thi ăn xong rồi, anh em ngồi dặm thịt gà. Ăn thịt gà. Là thích của gánh nhá. Thôi, anh về. Ok, thi ăn xong rồi, bây giờ chúng tôi sẽ đi ra ngoài kia chơi tí, ra nghĩa địa nghịch tí. Ok.